Mới đây, hình ảnh con gà mái ấp trứng ở công viên Ba Tơ, Quảng Ngãi lại xuất hiện gây xôn xao dư luận. Vì nhiều người cho rằng đây là một chiếc thuyền có đầu gà thì đúng hơn. Theo đó, hình ảnh chú gà mái đang ấp trứng được đặt tiền của công viên. Theo đó, hình ảnh chú gà mái đang ấp trứng được làm bằng xốp, chú gà được trang trí màu sắc sặc sỡ, lạ kỳ với những chú gà truyền thống. Thân gà được dựng giống hình vuông, không cân xứng. Nhiều người cho rằng chú gà này quá xấu xí, mất thẩm mỹ, đầu tư trang trí thiếu chuyên nghiệp. Trước đó, hình ảnh gia đình gà tại đây cũng đang gây xôn xao dư luận. Nhiều người cũng cho rằng những chú gà được dựng lên ở đây đều rất lạ thường. Gà không ra gà, chim không ra chim. Trong khi đó, các huyện tại Quảng Ngãi bị lũ lụt vừa qua lại thiếu ăn, mặc thì thành phố lại bỏ ra hàng tỷ đồng để trang trí cho công viên.